Xin chào tất cả anh em nha. Thời gian gần đây do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên một số có vấn đề mà công chuyện rồi vấn đề mà giao lưu này kia nó cũng bị gián đoạn anh em. Cũng nói chung cũng rối ha, cũng rối do cái bệnh dịch này nè. Thì mấy lúc giờ em cũng hay bận á nên không có ra được những cái clip để cập nhật vấn đề chăm sóc cây mai cùng với các anh em. Thì hôm nay em tranh thủ em đi quan sát mấy cây mai để có cách nhìn nhận và chăm sóc như thế nào, thì em sẽ chia sẻ cùng với các anh em nha. Và trong clip này em chia sẻ các anh em là ba vấn đề: bón phân cho cây mai đối với ba loại, ba cỡ cây. Thì đây là cái phương pháp làm của em nha, chứ không có mỗi người có một phương pháp, mỗi người một cách, không ai giống ai hết. Đó. Thì anh em xem có quyền tham khảo nha anh em. Như anh em quan sát ha, đây là cái thời điểm tháng 7, đầu tháng 7, mà những cái mầm lá bên trong này nè, nó đã có những cái mầm nụ tương đối là lớn, rõ như những cái đầu kim mây bao này kia đó, thậm chí là nó to hơn, nó tròn hơn. Đó, thì từ chỗ này anh em mới nhìn nhận rằng là cái mai tự nhiên nó hình thành mầm nụ chứ không cần phải đi phân theo đúng cái quy định, nó mới đúng quy trình nó mới lại mới vô nụ nha anh em, không có nhất thiết đâu. Thì đối với cái việc chăm sóc cây mai hiện nay trong tháng 7 thì em vẫn đi cái phân mà có cái thành phần đạm cao. Em đang đi phân đó là 20, 16 và 12 phân NPK nha anh em. Thì còn cái phân hữu cơ thì không thay đổi nha, phân hữu cơ thì anh em cứ duy trì bình thường. Rồi đây là cái cách của em, tức là đây anh em thấy không, cái cây mai này nè, em muốn nuôi thêm một cái cây đọt nữa ha. Từ cái cây đọt này nó già đi thì em sẽ tiến hành nuôi thêm một cây đọt nữa. Thì cái việc tạo nụ đi phân cho cây mai cho nó hình thành mầm nụ á, nó không quan trọng là cái thời điểm, tức là không quan trọng là cái thời gian. Trong cái tháng 7 này là cái thời gian phù hợp rồi, nhưng mà không phải là cái nhất 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 là ngay cái tháng 7 này anh em đi phân tạo mầm nụ. Mà quan trọng là cái cây này nè, nó đủ đủ sức đủ lực cái chưa nha, thì chúng ta mới tiến hành đi phân tạo mầm nụ. Và cái trường hợp thứ hai là đây là cây mai tàn. Như anh em quan sát đây, cái cây mai này cây mai nguyên thủy, cây mai zin, tức là nó từ hột lên để yên nguyên si, không đụng dao kéo, không có chắp vá, không có phải là ghép. Đó là cây mai nguyên thủy, cây mai zin ha. Thường những cây mai vậy nè, nó phát triển rất là mạnh. Như cây mai này anh em thấy không, phát triển rất là mạnh ha, nó có biểu hiện là vượt lóng đó nè. Thì cây mai này thì một tháng trước em đã cân bằng cái thành phần đạm và lưng cho cây mai này. Ví dụ như trường hợp anh em mà không có những cái loại phân mà nó 16, 16, 8 hoặc 20, 20, 15 nữa cái này, NPK ha, thì anh em có thể pha trộn cái loại phân lại với nhau. Cái phân đầu năm anh em đang xài cộng với lại phân DAP. Đây là cái cách của em nha anh em. Cái phân đầu năm em đang xài là cái phân 20, 16 và 12. Đó, em cộng với lại phân DAP, em trộn lại với nhau. Tức là cái phân NPK 20, 14 và 12 là 5, còn cái phân DAP là 1. Em trộn lại với nhau, em để riêng để em tiến hành bón. Khi mà anh em để riêng vậy á, trong một cái hũ nha, khi mà anh em muốn tưới, muốn rải gì đó thì anh em cứ lấy, ví dụ anh em pha anh em tưới đi, thì anh em cứ múc ra pha theo đúng cái tỷ lệ
nước, ví dụ như là ví dụ pha 18 lít thì có phải là từ từ 15 gram phân, cái hỗn hợp phân mà đã trộn sẵn vậy đó, múc ra 15 gram thôi, khoảng từ 15 gram đến 20 gram ha. Anh em quậy, anh em tưới. Như cây mai này anh em thấy không, cây mai này thì lúc giờ em cũng hay quay cho anh em xem trên cái cây mai này đây. Thì cái mai này đến bây giờ này nó cũng tương đối là kẹo tàn, dày tàn anh em. Nhưng mà theo cái ý của em nó chưa đạt. Thì em muốn nuôi thêm một cái cây đọt nữa. Đây, em đang tiếp tục cho nó ra một cây đọt nữa nha anh em. Đó. Bằng việc là em cũng sẽ bấm đôn. Rồi bón phân vô. Phân thì em đang đi phân là đạm với lưng bằng nhau, cộng với lại những cái phân bón lá 20 đều, bón lá 20 đều nha anh em, 20 đều. Thì đối với những cái cây mai tàn như vậy nè, thì cái thành phần phân cân bằng là chưa phải là tạo nụ ha, nhưng mà đối với những cây mai mà ghép thì đó là cũng như là tiến hành hỗ trợ để nó hình thành mầm nụ anh em. Thứ ba nữa là những cây mai mà mới đây, những cây mới tức là chưa có chơi mùa bông nào, thì anh em tiếp tục chủ yếu là đi dưỡng và đi phân hữu cơ là chính, để làm sao cho cái cây mai nó sung cho mạnh, mạnh bộ rễ, mạnh cả tàn cành nhánh. Mặc dù anh em đi dưỡng và phân hữu cơ thì cuối năm anh em vẫn có bông chơi bình thường, không có sao hết. Nó không ảnh hưởng nhiều. Thì đồng ý là cái cây bông, cây mai á, mới mà chúng ta đi phân chưa có đủ dinh dưỡng đạm với lưng và kali để cho nó hình thành nhiều nụ á, thì bông nó sẽ không đạt, không có đạt bằng cái cây mai vào mùa. Thì có sao em chơi vậy thôi. Nhưng mà anh em vẫn đảm bảo là cây mai có bông ngày Tết để anh em chơi. Thì những cây mai mới chúng ta phải như vậy. Chứ chúng ta không có đi phân giống những cây mai già mùa được. Nó dễ làm cho cây mai bị suy sau này. Nó không có suy bây giờ đâu anh em, mà ra Tết nó mới bị suy ha. Thì em năm ngoái em cũng có những cây mai bông rất là đạt, mặc dù là những cây mới ghép, nhưng mà Tết thì nó nở bông cũng rất là nhiều. Đó là quy trình tự nhiên của cây mai tự hình thành mầm nụ, tự nó nở hoa thôi, chứ không phải là chúng ta đi phân đúng có đạm, có kali, có lưng mới có kali thì nó mới vô nụ, không phải như vậy nha anh em. Nên anh em hết sức là yên tâm. Anh em có xem xét cái cây mai của mình, nếu cây mai chúng ta đang còn mới, chưa chơi mùa bông nào, hoặc những cây mai mà chúng ta đã cắt cục, cắt ngắn, nó ra những cái chồi mới, thì đang trong quá trình nuôi trở lại, thì anh em chỉ cần đi phân hữu cơ và đi dưỡng sao cho nó sung, cho nó mạnh cái cây đã ha. Tết bông như thế nào thì chúng ta chơi như thế ấy. Rồi qua năm sau thì chúng ta mới tiến hành chăm sóc theo đúng cái quy trình trong một năm, cung cấp cho cây mai nó đủ dinh dưỡng để nó cho bông nhiều, bông chùm. Ví dụ như cây này đây ha, nó kẹo tạo là đặc tàn như vậy đây, nó già mùa thì chúng ta tiến hành đi phân theo đúng quy trình để cho bông nó đạt, bông nó to, nó căng, nhiều bông, bông chùm, lâu tàn. Đó, thì chúng ta chơi nó mới xứng đáng cái cây mai vào mùa ha. Thì có nhiều cách. Nếu anh em chăm cây mai gia đình nghiệp dư ở nhà chơi thì bình thường thôi. Đó, cứ đi hữu cơ và dưỡng. Nếu mà cây mai vào mùa thì anh em cung cấp cho nó cái thằng lưng với lại kali. Mà anh em cung cấp nhẹ tay thôi. Để cho nó vô nụ tự nhiên là chính.
hỗ trợ nhẹ thôi. Còn em muốn bông nhiều, bông sắc sảo nở rộ thì anh em sẽ tiến hành, đối với những cái dao già mùa anh em thì anh em sẽ tiến hành tạo mầm nụ bằng việc ví dụ như anh em cái mai đang sung vậy ha. Đó. Khi cái mai nó đủ tàn đủ chi rồi, anh em muốn tạo nụ á, đầu tiên là anh em bấm cái ngọn nó đi, tạo mầm nụ cho nụ nhiều, nụ chùm nha anh em, bấm cái ngọn nó đi. Rồi sau đó anh em sẽ cắt phân nó, ví dụ thường á là anh em 10 ngày anh em tưới lại lần. Khi anh em cắt phân nó là anh em cắt luôn, có thể là nửa tháng hoặc một tháng chúng ta mới tiến hành bón phân trở lại. Khi anh em ngắt ngọn rồi á thì anh em cắt phân luôn. Rồi anh em mạnh dạn canh nước cho nó ráo 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 một chút để cho cái mai nó sừng lại, nó hóc lại, nó sừng trở lại nha anh em, sừng lại. Rồi sau khi mà anh em cắt phân khoảng chừng được một tháng đó, rồi anh em tiến hành bón phân trở lại. Bón phân thì anh em tăng cường cái phân lượng phân mà có thành phần lưng và lại kali, lưng cao lên. Có thể là anh em sử dụng DB hoặc là những cái loại phân siêu lưng để anh em bón cho nó. Nếu một cái mai nó chưa được sung lắm á thì anh em không có thể sử dụng cái biện pháp đó được nha. Đó, cái mai nó sung lắm thì anh em nên cắt cho cái mai nó hóc lại, cắt phân canh lại nước, dằn lại nước cho nó hóc cái cây một tí để cái mai nó sừng lại, sừng đọt lại thì nó vô đụng rất là nhanh, rất là đều và rất đồng loạt. Nhưng mà trước khi đó là anh em phải chăm cho cái mai thiệt sung ha, nhắc lại nha anh em, anh em phải chăm cho cái mai thiệt sung thì mới được. Rồi thì trong clip này em chia sẻ với anh em ba cái cách đi phân của ba cái loại cây cỡ cây khác nhau đó, để chia sẻ cùng với các anh em nha. Rồi khi anh em xem thấy hay cho em một nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào nút chuông để đón theo dõi những clip mới. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em.